Xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình mang đến cho anh em một trận tâm ma tại server S822. Và cái trận tâm ma này được chia sẻ bởi một người anh em có cái nickname Facebook, đó chính là Kết Cấu Thép Định. Như vậy là nhân vật chính của mình đang có một cái quần thể kim cang rồi. Và chúng ta đang có mặt tại khu vực số 2, giao tranh luôn em ạ. Hủy tiền luôn và đã có điểm hạ gục rồi. Nhân vật chính chúng ta quay trở lại, bên này cũng có giao tranh. Trời ơi, bên mình cũng có một team nữa bà con ơi, cẩn thận nha. Đó là một thiên sơn. Rồi, vẫn còn cái bàn với tiêu dao. Wow, chúng ta đã di chuyển sang một ô khác và không để ý đến team của mình đang có một team treo anh em ạ. Và rất may mắn là Thiếu Lâm cũng đã có quần thể kim cang, cũng đã cấu đam và kết thúc được team đờ bạn. Bây giờ thì chúng ta cần phải hồi máu thật nhanh anh em ơi. Wow, đây là một con lôn treo từ khu vực số 25 di chuyển xuống. Quýnh nó luôn anh em, nó sẽ chạy lên chạy xuống hoài luôn đó anh em ạ. Phải xử lý được con lôn này thôi, kéo lại, không được con lôn lại một lần nữa chạy về. Rồi, bây giờ thì team của mình đã ổn định lại được rồi. Và chúng ta cần phải hồi phục lại lượng máu cho Thiếu Lâm và Trường Ca. Như vậy là anh em thấy số đội đã giảm đi rất nhanh chóng. Hiện tại chúng ta đang còn 24 đội trong bản đồ tâm ma. Lúc nãy chọn môn phái thì anh em thấy là chúng ta còn có cả Dương Môn với Thiên Vương nữa. Nhưng mà anh em thấy là Thiếu Lâm đã không chơi Dương Môn Thiếu Lâm à không, không chơi Dương Môn với Thiên Vương mà chúng ta lại chọn Thiếu Lâm để chiến cái trận tâm ma này nha anh em ơi. Thiếu Lâm là môn phái cũng rất là ổn áp nha. Nhưng mà quan trọng là anh em phải sống sót được đến vòng số 2 anh em ạ. Rồi, farm xong lính rồi, máu cũng chưa có hồi full. Nhưng không biết là team chúng ta có tiếp tục hộ bảo đi quét map hay không. Dường như là Trường Ca với Thiếu Lâm đã di chuyển về khu vực số 25 rồi, không chờ đợi Minh Giáo đã bị khống chế, dầm một cái rồi bạn có hình như là có cả cái bang huyền thủy và một côn lôn. Thiếu Lâm đã chỉ còn một chấm máu thôi anh em ơi, rất nguy hiểm, tình huống này rất là căng rồi. Minh Giáo cắn máu bật búp lên và Thiếu Lâm đã lên bảng điểm số rồi. Wow, một pha đánh úp không rủ rê đồng đội dẫn đến là Thiếu Lâm đã lên bảng điểm số rồi. Chia buồn cùng bạn Thiếu Lâm nha. Như vậy là chúng ta hiện tại chỉ còn có Minh Giáo với Trường Ca. Minh Giáo thì có thể đánh một cái trận tâm ma rất là thoải mái rồi anh em ơi. Nhưng mà quan ngại nhất vẫn là Trường Ca nha. Trường Ca nếu như anh em mà không giữ được vị trí bị tiêu dao bắt lại thì khả năng lên bài điểm số rất là cao. Và chúng ta chuẩn bị có ảo tượng xuất hiện rồi. Bây giờ Minh Giáo với Trường Ca vẫn đang có mặt tại khu vực số 9. Chuẩn bị ảo tượng xuất hiện rồi, hy vọng mình sẽ có một cái ảo tượng ngay khu vực số 9 nha anh em ơi. Rất tiếc là không có ảo tượng rồi. Bây giờ thì mình sẽ mở bản đồ lên ngay khu số 2 và số 8. Chúng ta di chuyển về khu vực số 2. Rất chậm luôn anh em mà không. Đó là một tiêu dao từ khu vực số 1 di chuyển xuống, có cả thiên sơn nữa. Dậm liền. Đó, thiên sơn đánh rất đau nha. Minh Giáo đã buộc lòng phải rút trở lại khu vực số 9 rồi. Rồi, thiên sơn đã di chuyển qua rồi kìa. Trường Ca ơi, Trường Ca. Có lẽ là Trường Ca vẫn chưa phát hiện được Thiên Sơn. Bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục hồi máu. Một team từ khu vực số 23 di chuyển sang, đó là Dương Môn. Có cả Ngũ Độc hay là Hoa Sơn gì đó nếu mà hình như là Hoa Sơn. Wow, bây giờ Minh Giáo đã di chuyển về khu vực số 25 và Trường Ca cũng đã thoát thành công. Chúng ta có thêm một cái bào kích tại khu vực số 25. Trận này hơi khó khăn cho anh em ở những giai đoạn đầu tiên. Tiếp tục farm và hồi máu, Minh Giáo cũng đã hồi phục lại lượng máu rất ổn rồi anh em ơi. Và có tài nguyên mới xuất hiện. Bây giờ mình sẽ quay trở lại khu vực số 9 ha. Không biết là cái team Dương Môn còn ở bên đó hay không. Chúng ta chờ hồi kỹ năng búp mới di chuyển nha anh em ơi. Mình chỉ có hai thành viên thôi, không cần chờ hồi kỹ năng. Đó là Dương Môn, Hoa Sơn và một tiêu dao. Cẩn thận nào. Wow wow, giảm hay không? Không giảm, Minh Giáo buộc lòng phải rút trở lại khu vực số 25. Trường Ca chúng ta hiện tại đang bị khống chế rồi. Wow, Trường Ca rất hổ báo. Chúng ta vẫn còn Hoa Sơn tiêu dao và Dương Môn. Trường Ca vẫn còn tại khu vực số 9 anh em ạ. Wow, tính ra là mình thấy Trường Ca rất hổ báo trong trận này nha anh em ơi. Chúng ta chuẩn bị hồi kỹ năng lướt và lướt một cái có hủy tiên. Trời ơi, nó lượng không chạy lên trên, chạy vô lính nè. Như vậy là chúng ta đã kết thúc được tiêu dao. Tính ra là Trường Ca team mình đánh rất hổ báo và cực kỳ chắc tay nha anh em ơi.
Rồi, dương môn này nó quýnh NBC luôn rồi. Bây giờ thì chúng ta đang còn 15 đội trong bản đồ tầm 3. Tiếp tục farm và hồi máu rất vất vả cho Minh Giáo ở những giây phút đầu tiên của trận tầm 3, bởi vì chúng ta liên tục bị úp và liên tục bị mất máu anh em ạ. Như vậy đã rớt thêm một đội nữa và Minh Giáo lại tiếp tục có bạo kích. Bây giờ thời gian chỉ còn khoảng 30 giây. Chúng ta chuẩn bị di chuyển về thương nhân để tìm kiếm bí kíp thôi anh em ơi. Hy vọng là Minh Giáo sẽ có được quyển phần sơn phệ xuyên. Rồi chạy về khu vực số 9 luôn. Đó, gom lính lại. Ui, sử dụng hủy thiên luôn à anh em. Chơi rất là khô máu. Tiếp tục là phần sơn. Bật cái búp lên, chuẩn bị chạy về thương nhân anh em ạ. Và như vậy là thời gian của vòng số 1 sẽ kết thúc tại đây. Vòng số 1 này mặc dù chúng ta liên tục chạm trán với các team treo, nhưng mà anh em thấy là phải nói là muốn sinh tồn được thì không phải dễ dàng chút nào anh em ạ. Và như vậy là thời gian của vòng số 2 bắt đầu. Có một team chữ tống về, đó là Minh Giáo. Có cả con gì nữa? Thần cơ, cái bang nữa. Ôi ôi, không có nhiều vậy. Một team 3, như vậy chúng ta đã kết thúc được Minh Giáo rồi. Thần cơ cũng đã bị kết thúc, vẫn còn một cái bang. Cái bang đang dồn đám, rất nguy hiểm, hủy thiên anh em ạ. Trời ơi, một chút xíu nữa thôi. Quá căng. Và bây giờ thì mình thấy là Trường Ca đã có được quyển bí kíp vân sinh kết hải, giúp cho Minh Giáo hỗ trợ hồi máu rất lẹ. Chúng ta bây giờ sẽ đi chết tài nguyên nha em ơi. Và mình đang thắc mắc là thương nhân đang có mặt ở vị trí nào trong bản đồ tầm ma chúng ta. Thương nhân đang có mặt tại khu vực số 2 và số 6. Nếu bây giờ anh em Minh Giáo mà chúng ta cơ động á, chúng ta có thể để lại Trường Ca tại khu vực số 25 này. Chúng ta di chuyển về khu vực số 9, sau đó mình sẽ chạy sang khu vực số 2 nha. Mình sử dụng cái kỹ năng hủy thiên để chúng ta qua khu vực số 2 anh em ạ. Như vậy là chúng ta di chuyển về khu vực số 10 rồi. Có team giao tranh, đó là một team treo. Cải bàn Thiếu Lâm. Rồi rồi, quánh luôn. Thiếu Lâm phản đam rất nhiều nhưng chúng ta cũng đủ sát thương để kết thúc được Thiếu Lâm. Bây giờ anh em Minh Giáo chúng ta, ôi còn một con thiên nhẫn kìa anh em ạ. Anh em có kỹ năng hủy thiên diệt địa, chúng ta di chuyển về khu vực số 2 đi anh em ơi. Đúng rồi. Về thương nhân có một Minh Giáo tại khu vực số 2 dậm luôn. Minh Giáo đã lên hủy thiên và thoát về khu vực số 3. Và chúng ta đã không còn quyển bí kíp phần sơn phệ xuyên. Thôi cũng không sao anh em ạ. Bởi vì Trường Ca chúng ta đã có vân sinh kết hải rồi. Bây giờ mình sẽ bắt buộc phải cố gắng bảo kê Trường Ca. Và Minh Giáo đã lên được bí kíp của chiêu hủy thiên diệt địa, một quyển bí kíp chung. Chiêu này nó có tác dụng là sẽ giúp cho anh em hồi phục được một cái lượng sinh lực nha anh em ơi, khi mà chúng ta sử dụng. Và anh em có thể hóa giải được các trạng thái khống chế sau khi chúng ta sử dụng được vài giây. Như vậy anh em thấy rất rõ là chiến thuật của Minh Giáo hiện tại đó là đang ở trong các khu vực bên ngoài để chích tài nguyên và chờ đợi thời cơ. Như vậy là chúng ta tiếp tục farm tại khu vực số 24 để kiếm thêm tài nguyên. Bây giờ thì rất cần một quyển bí kíp phần sơn phệ xuyên cho Minh Giáo. Tiếp tục di chuyển để chết tài nguyên, liên tục di chuyển chết tài nguyên em ơi. Trường Ca nếu mà cơ động anh em có thể chạy về khu vực số 10. Đúng rồi, Trường Ca rất cơ động. Rất trống tại khu vực số 10, dường như là không có team. Đó là Thiên Nhẫn có quân thể Kim Cang. Wow. Và Thiên Nhẫn đã thoát về khu vực số 11. Như vậy là ảo tượng xuất hiện rồi anh em ạ. Bây giờ team chúng ta có di chuyển về ảo tượng hay không? Thiên Nhẫn đã chết tất cả tài nguyên tại các khu vực này mà mình thấy thôi. Ảo tượng tại khu vực số 9 rồi anh em ơi. Bây giờ chúng ta cần phải di chuyển về khu vực số 25. Đó, từ từ nha. Chờ đợi Trường Ca bật cái thuận lên thì chúng ta mới di chuyển xuống nha anh em ơi. Đúng rồi, rất trống. Ảo tượng đang rất an toàn. Bây giờ thì Trường Ca sẽ mở ảo tượng. Vẫn còn 10 đội anh em ạ. Các team đang giữ kẻ rất tốt. Rồi xong, ảo tượng mở không thành công rồi.
Còn 8 đội rớt 2 đội rồi anh em ơi. Đã có 2 đội lên 7 điểm số. Rồi, có team đó là Minh Giáo, một Trường Ca nữa. Một Minh Giáo, một Trường Ca nha. Dấm. Trường Ca đã thoát thành công. Chúng ta không làm Trường Ca bị khống chế. Như vậy đó là một team rất giống với chúng ta, đó là Minh Giáo, Trường Ca anh em ơi. Có cả một tiêu dao bạo kích nữa kìa. Cẩn thận, chúng ta mất quỷ tiên rồi. Thì giờ đã lóc được Minh Giáo lên. Trường Ca vẫn tiếp tục mà ảo tưởng. Và chúng ta đã có cái quần thể kiềm càng tiếp tục di chuyển về khu vực số 2. Đây, bên này chúng ta còn một Dương Môn nữa. Và Dương Môn hết chạy. Quá nhỏ cho Dương Môn. Bây giờ thì tiếp tục đuổi theo tiêu dao dậm nè. Tiêu dao đã lên được né tránh và chúng ta không kết thúc được tiêu dao anh em ạ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ quay trở lại khu vực số 9 để tiếp tục mở các rương. Cứ từ từ thôi nha anh em ơi. Wow, tiêu dao lại có quân rồi, lần này Trường Ca khó sống rồi. Trường Ca đã dính lóc của tiêu dao rồi, nhưng mà tiêu dao thất thảm không dồn đam được Trường Ca. Nhưng mà phát lướt rất đau, Trường Ca chỉ còn một chấm máu thôi. Liệu là Minh Giáo có cứu được không? Tiêu dao hết quân rồi, bây giờ Trường Ca bật thuận lên. Trường Ca đã đánh vào lính để hồi máu rồi nè. Như vậy là tiêu dao chỉ còn một chấm máu, phải nói là Minh Giáo vừa rồi đã rất cố gắng để hỗ trợ Trường Ca chúng ta. Quá tuyệt vời anh em ơi. Và tiêu dao đã thoát về khu vực số 4. Một pha rất hú hồn cho Trường Ca. Rất nguy hiểm trong tình huống vừa rồi. Wow, khu vực số 25 lại có team nữa. Khả năng là Thiên Nhẫn nha anh em ơi. Không, đó là một vỏ đan. Vỏ đan bị khống chế, tiếp tục dồn đam. Và ui, rất đau anh em ạ. Vỏ đen có bạo kích dồn đam rất mạnh. Và như vậy cuối cùng thì Trường Ca đã kết thúc được vỏ đen. Quá tuyệt vời. Và chúng ta đã có một quyển vi kiếp phần sơn phệ xuyên cho Minh Giáo. Bây giờ thì mình sẽ hồi máu thôi anh em ạ. Và như vậy là thời gian của vòng số 2 đã kết thúc rồi. Vòng này có những tình huống rất căng thẳng về cho team của chúng ta. Vòng số 3 chuẩn bị bắt đầu anh em ơi. Bây giờ thì mình vẫn còn 4 đội trong bản đồ Tâm Ma. Thì theo suy đoán của mình, hiện tại trong bản đồ này có một cái team Minh Giáo, Trường Ca, không biết còn sống hay không. Tiêu dao lúc nãy một chấm máu thì mình cũng không rõ là sống chết thế nào nữa anh em ạ. Và trong máu này vẫn còn một Thiên Nhẫn. Như vậy chúng ta vừa có Thiên Sơn chuyển tống về khu vực số 3. Rồi, Thiên Sơn vẫn còn team luôn, đó là tiêu dao. Chắc chắn nó sẽ lóc mình lên, cẩn thận anh em ạ. Vẫn còn 4 đội, như vậy là bên khu vực số 3 chắc chắn vẫn còn thành viên của team Thiên Sơn. Rồi, bây giờ anh em sẽ di chuyển trở lại khu vực số 9. Bây giờ thì Minh Giáo đã full được bí kíp rồi anh em ạ. Và chúng ta đã lên được quân hàm, đó là Chí Tôn. Và mình chỉ còn có 3 đội trong bản đồ Tâm Ma này thôi anh em ơi. Mình đang thắc mắc là hai đội còn lại trong bản Tâm Ma này đó là những một phái nào. Không biết có còn tìm bà hay không. Chúng ta tiếp tục di chuyển để chết map và chết tài nguyên. Rất trống, vẫn chưa phát hiện được team nào cả anh em ơi. Không lẽ là trong map này còn đến hai con Thiên Nhẫn. Nếu mà như vậy thì có lẽ cũng hơi rất là vất vả cho anh em. Và chúng ta có một cái quần thể kim cang. Lên ngựa di chuyển về khu vực số 3, tiếp tục là khu vực số 2. Xuống khu 1, không phát hiện được team nào cả. Đây, một Thiên Nhẫn, còn một Thiên Nhẫn rồi. Thiên Nhẫn đã ẩn thân và di chuyển về khu vực số 1. Rồi, mình đã phát hiện được một team, đó chính là Thiên Nhẫn anh em ạ. Bây giờ Trường Ca chúng ta phải cẩn thận nha anh em ơi. Trường Ca nếu như bị Thiên Nhẫn chụp thì anh em hãy cố gắng di chuyển về hướng có lính để chúng ta hồi máu. Đây, Thiên Nhẫn bị ăn một cái phần sơn. Wow, không bị khống chế rồi, Thiên Nhẫn đã thoát thành công một lần nữa. Hiện tại Thiên Nhẫn vẫn đang full máu nha anh em. Thiên Nhẫn xuất hiện dồn về Minh Giáo rồi, rất đau. Và Minh Giáo chúng ta mất luôn cái 7x. Rất may mắn là Thiên Nhẫn đã chạy về khu vực số 2. Minh Giáo đã hồi 7x rồi anh em ạ. Khá là nguy hiểm trong pha vừa rồi. Nếu như mà Thiên Nhẫn vẫn cố ở lại để tiếp tục dùng đam, có lẽ Minh Giáo vất vả. Nhưng mà cũng khá là khó cho Thiên Nhẫn, bởi vì Minh Giáo sẽ lên cái 7x và dậm nha.
Tính ra là Thiên Nhẫn đã canh lượng máu rất chuẩn anh em ơi. Bây giờ Thiên Nhẫn chắc chắn đang di chuyển để hồi máu. Chúng ta phát hiện Thiên Nhẫn rồi. Một cái phần sơn, một cây quỷ tiên. Wow, ui, không có mục tiêu mà vẫn target dặm được quỷ tiên. Rất ảo nha anh em ơi. Tình huống đó là hơi bị ảo nha. Và chúng ta đã kết thúc được Thiên Nhẫn. Cái pha vừa rồi mình dặm được Thiên Nhẫn là mình không hiểu nha anh em. Tại vì anh em biết là cái chiêu hủy thiên phải có mục tiêu mới dặm được. Nhưng lúc đó tình huống chúng ta là không có mục tiêu. Như vậy là chúng ta có một team Minh Giáo và Trường Ca, họ đều lên quân hàm chí tôn rồi. Một pha chủ quan dẫn đến là tí nữa toàn anh em ạ. Chúng ta có hủy thiên dặm một cái nữa. Tình huống đó là Minh Giáo đội bạn đã không sốc đam được chúng ta. Anh em thấy chưa, trong tâm ma mình không được lơ là chủ quan. Một chút xíu nữa thôi là Minh Giáo mình phải trả giá rất nhiều. Như vậy là anh em có thể thấy là hiện tại trong bản đồ tâm ma này có một đội hình giống với chúng ta, cũng là Minh Giáo với Trường Ca. Wow, anh em vẫn tách lẻ ra để chúng ta đi mở ảo tượng. Rất liều lĩnh luôn anh em ạ. Rồi, khu vực số 3 có biến, Trường Ca chúng ta đã bị mất máu, Trường Ca đã có quần thể kim cang rồi. Đội bạn có di chuyển qua hay không? Chúng ta tiếp tục chạy thẳng về khu vực số 8. Hoặc khu 1 anh em, mình cứ nghĩ là anh em sẽ dòng trở lại khu vực số 7. Rồi, các khu vực ở ngoài đóng hết rồi anh em ơi, bây giờ mình sẽ di chuyển về khu vực số 7. Vẫn đang rất trống. Như vậy team kia họ đang ở đâu trong bản Tatama này? Tính ra là nãy giờ cái team kia núp lùm cũng khá là kỹ nha. Và như vậy là anh em thấy là team của mình đã ăn trọn được 3 cái ảo tượng luôn. Quá đã anh em ạ. Rồi, mua đồ và sau đó là mình sẽ tìm kiếm team kia để quét map. Hai team giống nhau thì ăn thua là ai BK chuẩn hơn nha anh em ơi. Ai hỗ trợ team tốt hơn. Anh em vẫn đang tách lẻ ra. Một cái sự lựa chọn rất nguy hiểm và chúng ta có quân thể kim cang. Đội bạn đang có mặt tại khu vực số 1 rồi. Dẫm Trường Ca, Minh Giáo đã bỏ của chạy lấy người rồi. Trường Ca đang bị khống chế. Trường Ca đã kinh công, tiếp tục bị khống chế rồi. Bị con boss đánh rất nhiều anh em ạ. Trường Ca còn một chấm máu. Trường Ca có chạy được không? Trường Ca tiếp tục kinh công và thoát về khu vực số 4. Không lên ngựa được hả Trường Ca ơi? Trường Ca không lên ngựa được. Trường Ca chạy tiếp tục. Ôi ôi, sao không chạy về khu 6 đi. Rồi xong Trường Ca rồi. Một pha chạy map đi vào lòng đất anh em ạ. Rồi cái đó ta chạy qua khu 6, ta chạy qua khu khác, ta quẹt chiêu vô lính cái là hồi được máu là sống sót rồi. Hai, bởi vậy anh em có những tình huống chết không đáng anh em ơi, thật sự không đáng. Và chúng ta phát hiện Minh Giáo tại khu vực số 7. Tiếp tục dồn đam, Minh Giáo đã thoát về khu vực số 8 rồi. Minh Giáo tiếp tục quay trở lại khu vực số 7 và thời gian của vòng số 3 chúng ta chỉ còn khoảng 15 giây nữa là kết thúc anh em ạ. Đây, tiếp tục giao tranh với Minh Giáo tại khu vực số 7. Minh Giáo vẫn rất hộ bảo, Minh Giáo đang có bạo kích và không có chiêu để dùng đam. Rất nguy hiểm anh em ơi. Thời gian đã kết thúc, rất may mắn là Minh Giáo đã không dậm về chúng ta. Tình huống đó Minh Giáo dậm về chúng ta thì có lẽ chúng ta đã bị cấu lượng máu rất lớn. Và bắt buộc chúng ta phải chuyển đến vòng số 4 để phần thắng bại. Bây giờ thì Minh Giáo có quân thể kim cang, lần này thì Trường Ca của mình mệt mỏi rồi anh em ơi. Rồi Trường Ca đã bị khống chế rồi, Trường Ca tiếp tục bị dồn đam rồi, Trường Ca có lên thuẫn được hay không? Trường Ca đã lên 7x rồi, tiếp tục bị Minh Giáo dồn đam, khả năng Trường Ca sẽ bị lên 7 điểm số rất cao. Chúng ta tiếp tục khống chế không được, Minh Giáo vẫn đang dồn đam vào Trường Ca và Trường Ca đã bị chúng ta, Trường Ca chúng ta đã bị kết thúc rồi anh em ạ. Rồi, ai sẽ là người 7x đã lên, chuẩn bị có hủy thiên, dậm nè. Và cuối cùng thì chúng ta cũng đã giành được chiến thắng trận tâm ma này, phải nói là những giây phút cuối cùng rất căng thẳng. Và nếu như anh em yêu quý trận tâm ma này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.